Ok. Chào bạn nhá. Thì dạo này mình chả hiểu sao mình lại thích làm về mấy cái công cụ máy móc cầm tay các bạn. Đó. Đây xin giới thiệu các bạn con Hammer Drill các bạn này. Con này là con máy khoan bê tông. Máy khoan bê tông chạy pin Makita. Đây. Những cái máy dòng chạy pin này nó bất điện một cái là khi mà nó hết điện ấy, thì là chúng ta phải sạc. Nhưng mà cái ưu điểm lớn nhất của nó là ai biết rồi. Chạy pin hơn với chạy điện là nó có thể mang đi mang lại mọi nơi. Mang đi bất kỳ nơi đâu đều được. Đó. Con này nó sản xuất theo cái kiểu là ODM, tức là hàng chưa có nhãn mác gì. Cũng là hàng công ty nó sản xuất nhưng mà nó chưa dán nhãn mác lên đây, chưa dán nhãn mác lên đây. Đó. Cái này là để cho công ty nào mà đặt hàng gia công cái hàng này á, thì người ta sẽ dán mác của công ty đó lên. Đây nó đã sản xuất theo kiểu là ODM, ODM các bạn ạ. Đó, cũng có đầu kẹp mũi khoan bê tông như bình thường. Cái này không chỉnh được tốc độ các bạn ạ. Tức là không chỉnh được tốc độ nhanh chậm trên cái bàn này, còn cái cò này nó vẫn có tốc độ chỉnh bình thường. Đây các bạn. Nó có chế độ là một là khoan không. Khoan bình thường đấy các bạn ạ, cũng có đảo chiều này. Đó, hai là khoan búa, khoan cộng với búa. Đây, tức là khoan bê tông ấy, khoan bê tông này ngọt lắm các bạn ạ. Rồi, cuối cùng là chế độ búa không. Chỉ búa thì không biết là cái này để đục, để xả, kiểu là để xả bê tông thì chúng ta dùng cái chức năng là búa không. Nó sẽ không khoan nữa. Này chạy pin 18V. Khuyến cáo là cái thằng này là chạy pin 3 hàng, tức là pin 15 cell nhé. Cũng là Makita nhưng mà nó có 3 hàng cơ. Còn cái pin này là có 2 hàng không thì chạy nhanh nhanh hết điện. Công suất của thằng này là 1000 bao nhiêu watt ấy mình không nhớ. Chạy động cơ là không chổi than, có chức năng là đảo chiều và thay đổi tốc độ. Ok. Thì mẹ nó bây giờ mới có 7 giờ mà sao nắng thế nhỉ. Đấy, thì mình mua cái con này ở trên Banggood. Đây, những cái máy chạy pin Makita nó rất là tiện một cái là dùng cho máy nào cũng được, pin rất là đa năng. Thì con này mình mua ở trên Banggood nhá. Thì là mua với giá là 50 mấy đô, tính ra tiền Việt nó khoảng 1,2 triệu một cái thân máy này, không có pin. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mổ xẻ con này ra và cho các bạn xem cái đầu cấu của nó bên trong như nào nhá. Thì trong cái quá trình mổ thì có lẽ là mình không quay bởi vì cái con này nó khá là nhiều ốc. Đấy, thì liên kết mua hàng thì mình sẽ để trong phần mô tả video nhá. Bạn nào cần thì có thể là truy cập vào đó để mua. Ok. Rồi, tháo được cái con này ra vất vả phết các bạn. Đây là toàn bộ nội thất ruột gan của cái con này. Đấy, đập vào mắt đầu tiên chúng ta nó là cái con motor này chắc chắn rồi các bạn ạ. Đây motor brushless, nó cái kích thước của nó cực kỳ là to luôn. Đây anh em có thể so sánh là mình so với lại cái con máy cắt 800W này. Máy cắt 800W này không hề hấn gì so với lại cái con của cái con máy đục bê tông. Đây các bạn ạ. Cái con này nó là rất là to rồi. Cái con này nó là to hơn rất là nhiều so với lại cái con brushless của máy bu lông. Mà con này còn kinh khủng khiếp hơn các bạn. Rồi. Thì cái phần búa với lại cái phần khoan ở trên này thì mình không tháo ra nữa nha các bạn nhá. Bởi vì là tháo được cái thằng này ra nó đến lúc lắp vào là nó có nhiều chi tiết nữa. Mình sợ tháo ra rơi mất đâu. Mệt. Ôi thôi, tòi.
Toi. Đây, rô to của nó đây. Cũng bao gồm 4 cục nam châm đất hiếm nằm trong này con này. Rô to của nó này lạ ấy thế nhỉ. Đây nó sẽ xoay như này, các bạn nhìn cái đầu này. Rất là trơn. Cái trong này nó có nhiều chi tiết lắm các bạn ạ. Trong này nó còn búa này, rồi là khoan này, này kia là các thứ là nhiều lắm. Mình không tháo nhá. Đó. Đấy là 500 rất hiếm. Lực tử của nó cực kỳ mạnh. Tơ bluelet mà. Rồi, về phần cái thằng này. Cái thằng Stator này các bạn nhìn, nhìn cái dây đồng của nó là kinh điển chưa? Quá là kinh điển luôn. Ba pha. Như thế này là ESC. ESC là mấy thằng này dùng chung với nhau được các bạn. Đây này, cái trước nó chọn nó trong bằng nhau. Thằng máy mài này, thằng máy bu lông vậy, thằng máy bắn bê tông này này dùng chung ESC được. Đó, đây này, có bóp điều tốc này. Đấy, có đèn báo. Cái này là ESC 3 pha 61 phép, cho dấu ở dưới người ta đổ kẹo epoxy nên là chống nước là 1 với tránh đánh cấp bật quyền là 2. Ây à. Đây. Giờ cái rotor nó lắp như này. Ai mà lắp cái máy này mà lỡ ngớ nó rập vào tay cho thì bỏ mẹ. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại và cho các bạn chiêm ngưỡng cái khả năng đập bê tông của nó nhá. Đây các bạn ạ. Lắp cái con này vào khốn khổ vãi cả ấy các bạn ạ. Đó, bây giờ thì mình sẽ thì đây là test cho các bạn xem nhá. Trước tiên thì mình sẽ cày cái ngõ bê tông này lên các bạn nhá. Thì cái ngõ bê tông này là bê tông chính hiệu luôn, toàn đá. Mình sẽ thử với mũi 6 này, mũi 8 và mũi 10 các bạn nhá. Ok, không linh tinh luyên thuyên nữa, chinh chiến luôn các bạn ạ. Đó. Mũi 10.
mình không có cái mũi to hơn. Sáng nay mới kịp đi mua 3 cái mũi này thôi. Đây cho các bạn xem này, cày nát hết cái ngõ này rồi các bạn ạ. Quả này tối này về lại biển chửi đó. Thì nhìn chung là trong cái quá trình mà khoan ấy thì con máy này nó hơi nóng lên một chút, chủ yếu là ở cái đường gió này thổi ra con này đó. Và cái pin của chúng ta là pin chúng ta phải dùng cái pin khỏe con nhá. Ở đây là mình sử dụng cái pin 60A, à cái pin 25A 30A là không dùng được. Khi mà tải nặng cái là pin ngắt ngay. Đây mình dùng pin là 60A các bạn nhé. Đó, ok. Thì mình test tường gạch xỉ với lại bê tông các bạn xem nhé. Bây giờ là khoan vào gạch xỉ các bạn này. Nhẹ như bún các bạn ạ. Con gạch nhá, mũi 10. Ok, như vậy là mình đã cho các bạn xem qua cái sức mạnh và cũng như kết cấu bên trong của cái con máy khoan bê tông các bạn này. Đấy, hammer drill chạy pin. Ai à, pin có vẻ hơi nóng lên các bạn ạ. Thì là rồi, ok thì con này mình mua trên Banggood, giá của nó là hình như là 50-55 đô gì, mình nhớ không nhầm. Là 55 đô, tính ra tiền Việt khoảng 1 triệu 2, gần 1 triệu 3. Đó, đây là thân máy không. Thì liên kết mua hàng mình để trong phần mô tả video này. Thì mình mất 30 phút để tháo con máy này, mất 1 tiếng để lắp lại, mất 2 tiếng để quay, mất 3 tiếng để chỉnh sửa video và mất 1 ngày để vật vã với nó. Và các bạn chỉ mất 2 giây để like video này. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.